trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 64, pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian ngày 20 tháng 6 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem mười phương Phật đoạn thứ sáu. Vị Phật thứ năm là Pháp Tràng Phật, biểu vi chúng sanh tác trạch pháp nhãn, kiến pháp tràng, lập tông chỉ, đại hạnh giáo hóa phước độ chúng sanh. Đây là nói hàm nghĩa của danh hiệu này. Tràng là thuộc một loại như lá cờ, thông thường chúng ta gọi là dấu hiệu. Hình dạng của nó là hình tròn. Có một tí giống như hiện nay mà chúng ta nhìn thấy ống thông gió ở trong phi trường. Hình dạng của nó có hơi giống như vậy. Ở Trung Quốc và Nhật Bản, chúng ta thường hay nhìn thấy ở trong Đại Tự Viện. Vào thời xưa, trong Tự Viện giảng kinh thuyết pháp, tức là ngày nay chúng ta gọi là vào lớp học, làm thế nào để thông báo cho người khác đến nghe, để cùng nhau học tập. Phật pháp là sư đạo. Người Trung Quốc đối với vị thầy vô cùng coi trọng, vô cùng tôn kính. Cho nên chỉ nghe đến học, chưa nghe đi dạy. Học là cầu học, bạn phải đi đến chỗ của thầy để cầu học, mà không phải là thầy đến dạy bạn. Thầy phải rất khiêm nhượng, tuyệt đối không dám gọi bạn đến. Hiện nay gọi là chiêu sinh, thời xưa không dám gọi là chiêu sinh. Nếu gọi chiêu sinh thì là quá ngông cuồng. Bạn có đức hạnh gì mà có thể dạy người ta? Những người càng có đạo đức thì càng khiêm nhượng. Vậy thì phải làm sao đây? Thì dùng cái tràng, dùng cái phương pháp này để thông báo cho mọi người. Hôm nay trong đạo tràng chúng ta có giảng kinh và thuyết pháp. Cột cờ của chúng ta thì treo cái tràng lên. Mọi người ở nơi xa khi nhìn thấy cột cờ của ngôi tự viện đó có treo tràng lên là hình tròn, thì họ biết được hôm nay có pháp sư đang giảng kinh thuyết pháp. Những người thích nghe giảng kinh thì họ sẽ tự đến. Cho nên không phải là chiêu sinh mà là thông báo cho bạn biết. Bạn muốn đến thì đến, không muốn đến thì không đến. Dùng cái phương pháp này hoàn toàn là tự động, gọi là khiêm nhượng. Hiện nay thời đại khác nhau. Hiện nay cái thời đại này đã đi vào khoa học kỹ thuật cao. Khoa học kỹ thuật cao thì cái tràng này của chúng ta không thể dùng được. Những chỗ nào gần nhất thì có thể dùng được, còn nếu quá xa thì không có hiệu quả. Hiện nay chúng ta đem thời gian băng tầng giảng kinh, in ra như quảng cáo vậy.
để giới thiệu cho tất cả đại chúng, để cho mọi người đều biết. Nếu họ thích nghe giảng kinh, thích nghe giảng kinh gì, vào lúc nào, băng tầng nào, thì lúc đó họ tự họ mở ra xem, hoàn toàn đồng với ý nghĩa treo cây tràng. Cho nên giới thiệu cho mọi người nghe giảng kinh, hiện nay có lẽ không cần biếu tặng kinh sách, băng giảng video, băng giảng cassette đều không cần nữa. Tốt nhất là in những tấm thẻ lớn như tấm danh thiếp, viết thông báo in trên những tấm thẻ này. Chúng ta có thể tặng cho những người quen biết và thân hữu bạn bè của chúng ta. Nếu họ thích nghe kinh thì họ xem những thông báo trong này, vào thời gian nào, băng tầng nào, họ đều có thể mở nghe được, hoặc là trên mạng lưới internet, hoặc là xem truyền hình, trên truyền hình vệ tinh. Điều này rất hay. Đây tức là ý nghĩa treo cái tràng. Giới thiệu cho mọi người nghe giảng kinh thuyết pháp. Còn treo cái phan là phần nhiều làm pháp hội, cũng thông báo cho bạn biết thời gian nào chúng ta đến cùng nhau cộng tu. Pháp hội cộng tu là treo cái phan, giảng kinh thuyết pháp là treo cái tràng, gọi là pháp tràng. Giáo học tức là giảng kinh thuyết pháp, vì chúng sanh tác trập pháp nhãn. Đặc biệt là người sơ học, người sơ học khi tiếp xúc Phật pháp cũng như biển rộng mênh mông. Pháp môn nhiều như vậy, kinh điển nhiều như vậy, ta học pháp môn nào đây? Pháp môn nào có thể thích hợp cho ta? Cho nên những pháp sư tự mình tu hành thuyết pháp có kinh nghiệm, có thể giúp cho mọi người chọn lựa pháp môn, đề ra cho mọi người tham khảo để tu học. Đây tức là vi tác pháp nhãn, tức là giúp cho mọi người chọn lựa pháp môn. Điều này cần phải có trí huệ, đặc biệt là những pháp sư truyền pháp. Truyền pháp tức là giảng kinh thuyết pháp, truyền đạo. Trong tôn giáo thông thường gọi là sư truyền giáo. Họ nhất định phải hiểu rõ trạng huống hiện thực trong xã hội. Họ phải biết được người thế gian nghĩ những gì, muốn nói những gì, muốn làm những gì, cũng phải tỉ mỉ mà xem xét. Sau đó bạn mới thuyết pháp, bạn thuyết pháp thì mới có khế cơ. Bạn nêu ra những vấn đề là họ rất cần thiết, thì mọi người vui mừng, tự nguyện đến học tập. Hiện nay xã hội động loạn, mọi người rất cần thiết là xã hội được an định, thế giới được hòa bình, giữa người với người có thể hòa thuận sống chung, có thể hợp tác lẫn nhau. Đây là việc trước nhất rất cần thiết. Quá trình giảng dạy của chúng ta phải chọn lấy những điều này làm trung tâm điểm quan trọng. Đối với cá nhân mà nói,
mọi cá nhân sự lợi hại được mất của con người còn quan trọng hơn bất cứ cái gì. Trong sự lợi hại được mất cũng không ngoài ba đại loại. Loại thứ nhất là cầu giàu có, thăng quan phát tài. Loại thứ hai là cầu sống lâu, khỏe mạnh sống lâu. Đây là hai điều rất cần thiết. Từ hai điều này cần thiết, chúng ta nêu ra quá trình thứ ba là trí huệ, cầu trí huệ. Tại vì sao? Bạn muốn cầu thăng quan phát tài, bạn muốn cầu khỏe mạnh sống lâu thì cần phải có trí huệ. Bạn không có trí huệ thì làm không được. Theo thứ tự của sự giáo học trong Phật Pháp, trí huệ được xếp hàng đầu. Hiện nay người thế gian đem trí huệ xếp ở sau cùng. Cái đầu tiên họ mong muốn là phát tài. Kế đến là họ muốn khỏe mạnh sống lâu. Họ đã đảo lộn. Trong sự tu hành, giáo học của Phật Pháp, cái đầu tiên là trí huệ, cầu trí huệ. Cái thứ hai là khỏe mạnh sống lâu. Cái sau cùng là phát tài, không đáng coi là quan trọng. Khi đã có trí huệ thì vấn đề gì cũng có thể giải quyết được. Cho nên Phật Pháp từ đầu đến cuối sở cầu là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là trí huệ cứu cánh viên mãn. Phật Pháp là phương pháp của trí huệ. Phật học là học vấn của trí huệ. Là phá mê khai ngộ. Đó gọi là Phật Pháp. Chữ Phật là tiếng Phạn, ý nghĩa là trí huệ, là giác ngộ. Cho nên hai chữ Phật Pháp, nếu từ trên mặt chữ mà phiên dịch, tức là phương pháp của trí huệ, là phương pháp của giác ngộ. Bạn mới thật sự có khả năng, có trí huệ vì tất cả chúng sanh, chọn lựa pháp môn tốt nhất. Khiến cho học, khiến cho họ học cảm thấy không khó khăn, lại có thể đạt được sự lợi ích rất thù thắng. Câu thứ hai là kiến pháp tràng, lập tông chỉ. Kiến pháp tràng, dùng lời hiện nay mà nói, tức là xây dựng đạo tràng. Những đạo tràng hiện nay chúng ta không thể không tuân theo lời dạy của Đại sư Ấn Quang. Ngài dạy cho chúng ta đạo tràng của thế kỷ 20 về sau là đạo tràng theo quy mô nhỏ. Thời đại xưa kia là quân chủ, khác với xã hội nông nghiệp. Cho nên đạo tràng không thể giống như thời xưa. Những đạo tràng hiện nay phải là đạo tràng quy mô nhỏ. Tổ sư dạy cho chúng ta, chúng thường trụ, lấy 20 người làm nguyên tắc, không nên nhiều hơn 20 người. Tự mình chăm sóc cuộc sống của mình. Đạo tràng quy mô nhỏ, không nên đi hóa duyên. Chúng ta thật sự tu hành thì sẽ có người cúng dường. Cuộc sống thanh bần một tí thì tốt.
Tại vì sao? Vì cuộc sống thanh bần có thể phát khởi đạo tâm, khiến cho bạn đối với cái thế gian này không có lưu luyến, không có tham ái, không có lưu luyến. Thì tâm của bạn khẩn thiết cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Nếu xây dựng đạo tràng quá lớn, nguy nga tráng lệ, thì đạo tâm của con người không còn nữa. Tại vì sao? Vì họ khởi lòng tham sân si, họ sẽ tham luyến cái hoàn cảnh đó, không muốn vãng sanh. Thì tâm phan duyên sẽ nổi dậy, điều là chướng đạo. Cách nghĩ của tổ sư rất hợp lý. Đạo tràng nhỏ, chỉ có mấy người chí đồng đạo hiệp cùng chung với nhau tu hành rất hay. Không làm pháp hội, tuyệt đối không làm kinh sám Phật sự, tức là một ngôi đạo tràng thuần túy niệm Phật. Ngài nói không nhận đồ đệ, không truyền giới, không làm pháp hội. Tổ sư lại nói kể cả kinh cũng không cần giảng, lão thật niệm Phật. Công khóa hàng ngày thì như Phật thất thông thường vậy, 20 người cùng ở chung với nhau tu hành. Ngày nay chúng ta nhìn thấy trạng huống của xã hội bây giờ, thì thể hội được cách nghĩ của tổ sư tuyệt đối là chính xác. Thế nhưng dưới tình trạng xã hội hiện nay của chúng ta thì phải nghe giảng kinh. Tại vì sao? Nếu không nghe giảng kinh thì bạn không hiểu nghĩa lý. Không hiểu nghĩa lý mà niệm Phật cũng là tu luyện mù quáng. Vào thời đại thời xưa thì được, thời đại hiện nay thì không được. Chúng ta phải hiểu rõ trạng huống hiện thật. Tuân theo nguyên tắc của tổ sư chỉ dạy, hiện nay đạo tràng nhỏ này của chúng ta cần phải nghe giảng kinh. Một ngày ít nhất nghe giảng kinh 2 tiếng đồng hồ. Còn dư thời gian khác thì niệm Phật. Mỗi ngày nghe giảng kinh không được gián đoạn. Nghe giảng kinh không những khiến cho chúng ta hiểu rõ nghĩa lý, cũng là mỗi ngày nghe lời dạy của Phật Đà, để cho lòng tín nguyện của chúng ta kiên cố, hóa giải phiền não vọng tưởng và tập khí của chúng ta. Nghe giảng kinh thì dễ hóa giải, gọi là giải hành tương ứng. Nếu là người sơ học, phiền não tập khí nặng, tốt nhất là mỗi ngày nghe giảng kinh 4 tiếng đồng hồ. Ở trong niệm Phật đường niệm Phật 12 tiếng đồng hồ. Nếu có thể dụng công tu hành như vậy thì không có lý nào mà không thành công. Phải thật sự làm thì ngôi đạo tràng này nhất định là được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần ủng hộ. Còn như Hoằng Dương Phật Pháp làm lợi ích cho chúng sanh thì có thể dùng mạng lưới Internet, dùng truyền hình vệ tinh. Cho nên ở trong ngôi đạo tràng nhỏ này thiết bị thêm một phòng thu hình nhỏ thì đủ rồi, tức là để đối ngoại hoằng pháp.
Công việc đối ngoại hoằng pháp tự nhiên sẽ có người làm, tự chúng ta không cần bận tâm. Chỉ cần chúng ta ở đây giảng kinh, tức là mỗi ngày ở trong phòng giảng kinh 2 tiếng đồng hồ hoặc là 4 tiếng đồng hồ. Sau khi thu hình, thu âm xong, sẽ có những tín đồ họ rất phát tâm để cho họ đi truyền bá, lưu thông, không cần bận tâm chút nào. Tốt nhất là cùng với bên ngoài ít tiếp xúc, càng ít càng tốt. Thì tâm của chúng ta an định. Dĩ nhiên là sẽ có những vị cư sĩ nhiệt tâm hộ trì đạo tràng nhỏ này, để cho họ làm lưu thông Phật pháp. Có được như vậy thì thân tâm mới được hoàn toàn an định. Rất hay. Kiến pháp tràng tức là xây dựng đạo tràng, lập tông chỉ. Tông chỉ tức là cương lĩnh của sự tu hành, phương châm của sự tu hành. Như Pháp Sư Ấn Quang đã chỉ dạy cho chúng ta, phải chuyên tu tịnh nghiệp. Đó tức là lập tông chỉ. Ngôi đạo tràng của chúng ta là chuyên tu tịnh tông, không xen tạp những pháp môn khác. Thuần thúy là ngôi đạo tràng tu tịnh nghiệp. Chúng ta học tập những kinh luận chỉ hạn trong ngũ kinh nhất luận, là khoa mục chủ tu của chúng ta, không đối ngoại mở rộng. Hiện nay chúng ta ở địa phương này xây dựng ngôi học viện. Học viện dĩ nhiên là bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp cũng dùng cái phương pháp này, giải và hành cùng tiến. Thì chúng ta theo trên phép tắc cũng phải dùng cái phương pháp này, phải thật sự làm. Thế nhưng bởi vì hiện nay trong cái xã hội này, mỗi một người đều chăm lo cá nhân mình, tự tư tự lợi. Thậm chí còn quên ơn bội nghĩa, không có lòng từ bi, không có lễ kính chư Phật. Như trong Phổ Hiền Thập Nguyện đã dạy, không có lòng lễ kính. Chúng tôi vì muốn báo ơn thí chủ, cho nên cũng mở lớp Phật học ngắn hạn. Một năm bốn mùa, chúng tôi mở 4 lần. Mỗi một khóa học ngắn hạn là 70 ngày, tức là 10 cái Phật thất, để cho các bạn đồng học chúng ta có cơ hội luyện tập giảng kinh, thuyết pháp. Đồng thời những thí chủ đàn Việt hộ trì cho chúng ta cũng có thể đến đây trông thấy thành tích tu học của chúng ta. Chúng ta phải đem thành tích ra để báo đáp cái ơn của thí chủ. Để cho họ cùng sinh hoạt với chúng ta trong 2 tháng, đến xem thành quả giải hành của chúng ta. Có đáng được cho họ tiếp tục hộ trì hay không?
Nếu sau khi xem xét họ cảm thấy rất không vừa ý thì vì sao họ không tiếp tục hộ trì nữa? Như vậy là chính xác, là đúng. Tông chỉ phải rõ ràng. Đại hạnh giáo hóa ở chỗ này, chúng ta làm được tốt thì có người khác bắt chước làm theo. Hy vọng ngôi đạo tràng nhỏ này thật sự tu tịnh nghiệp, và ở các nơi khác cũng có, cũng có những vị pháp sư giỏi hoặc là trưởng giả cư sĩ đến lãnh đạo. Thật ra nhân số cũng không cần nhiều. Đó mới là phước độ chúng sanh. Vị Phật sau cùng là trì pháp Phật. Đây là vị Phật thứ sáu trì pháp, là biểu tự tha y giáo tu hành thật chứng. Phật pháp thủy chung, trọng thật thì tiễn cốt. Trì là giữ gìn, tức là thọ trì. Chúng ta tiếp nhận lời dạy của Như Lai phải vĩnh viễn giữ gìn y giáo phụng hành thì gọi là trì pháp. Ở chỗ này Phật làm gương cho chúng ta. Chúng ta hy vọng tất cả chúng sanh cùng với Phật có duyên cũng có thể thọ trì đọc tụng vì người diễn nói y giáo phụng hành. Tự chúng ta trước tiên phải làm được. Nếu tự mình làm không được mà hy vọng người khác làm được là chuyện không thể được. Chư Phật Như Lai, Tổ sư Đại Đức cho đến bậc thánh hiền quân tử của thế gian, vào thời xưa đều là tự mình sau khi đã làm được thì mới khuyên người khác, sau đó mới chỉ dạy cho người khác. Đó là trình tự nhất định. Trước tiên tự mình phải làm được, tự mình đã được sự lợi ích, bất luận là tư tưởng, kiến giải, ngôn hành đều không có do dự, không có hoài nghi. Tại vì sao? Tự mình làm được tức là đã thông qua thật chứng. Tu cái pháp môn này không sai, tự mình thật sự đạt được sự lợi ích. Ngay lúc này ta khuyên người khác thì người khác mới tin tưởng. Cho nên Hoằng Pháp có hai cái giai đoạn. Trước là khuyên mọi người, khi tự mình đã có đức hạnh, đã có thanh danh, rồi mới giáo hóa chúng sanh. Đến khi nào họ từ khuyên bảo thì trở thành dạy bảo, ở phần trước chúng tôi đã có nói qua. Khi nào bạn đến bậc thượng tọa mới có tư cách giáo hóa chúng sanh. Bậc thượng tọa, chúng ta thì lấy việc giảng kinh mà nói, bạn phải lên giảng đài giảng đủ 30 năm là thượng tọa, 10 năm là hạ tọa, 20 năm là trung tọa, 30 năm là thượng tọa. Hay nói cách khác, không đủ 30 năm chỉ có thể khuyên bảo, giảng đủ 30 năm
có lẽ tuổi tác của mình cũng đã cao. 20 tuổi bắt đầu giảng kinh, giảng được 30 năm thì đã 50 tuổi. Vào thời xưa, người ta trông thấy bạn đều gọi bạn là lão pháp sư. Đã 50 tuổi, cho nên lúc đó bạn có thể chỉ dạy cho người. Điều phải từ bản thân của mình làm lên. Bạn muốn dạy cho người khác mà tự mình không làm được thì bạn làm sao có thể dạy cho người khác? Lần này tôi về đến Đài Loan, tuy thời gian rất ngắn, chỉ có 5 ngày, tôi đã tiếp xúc với một số đồng tu. Có mấy vị đồng tu bảo với tôi rằng họ ở trong nhà dạy dỗ con cái của mình, con cái của họ còn nhỏ. Họ dạy cho con cái học Đệ Tử Quy. Các em cũng học, sau khi học xong chúng liền hỏi ba má. Ba má không làm được điều này. Ba má của chúng không biết trả lời ra sao. Ba má làm không được, vì sao bảo con làm? Sự giáo dục của thời xưa, cha mẹ phải thật sự làm được mới dạy bảo con cái học tập, thì con cái rất ngoan ngoãn học tập, chúng nó không có nghi ngờ gì. Hiện nay thì khó. Tại vì sao? Vì làm cha mẹ lúc nhỏ không có người dạy. Bây giờ nhìn thấy Đệ Tử Quy rất hay, muốn dạy cho con cái của mình, nhưng tự mình làm không được. Tự mình không thể nêu gương thì sự giáo dục gia đình rất khó khăn. Muốn dạy cho con cái thì phải tự mình nêu gương. Trong trường học cũng như vậy, thầy giáo dạy học sinh, thầy giáo phải tự mình nêu gương thì bạn mới có thể dạy được tốt. Nếu bạn không thể tự mình nêu gương thì bạn làm sao có thể dạy cho học sinh? Cũng đồng một đạo lý. Người lãnh đạo trong xã hội quốc gia, nếu bạn không thể tự mình nêu gương thì bạn làm sao có thể dạy cho nhân dân trong nước? Bạn làm sao có thể dạy cho nhân dân trong thành phố? Bạn làm một thị trưởng, bạn là một quân thân sư của thành phố, bạn là một người mô phạm tốt nhất trong đô thị này, địa phương này, quốc gia này. Vào thời xưa đích thật là như vậy. Nếu bạn là một người lãnh đạo quốc gia, quân không ra quân, quân là người lãnh đạo quốc gia, người lãnh đạo quốc gia không ra người lãnh đạo thì nhân dân chịu khổ. Thì nhân dân chịu khổ, nhân dân không cam chịu quá khổ thì họ sẽ lật đổ chánh quyền của bạn, tạo thành cuộc cách mạng. Cho nên năm xưa tôi ở Tân Gia Ba giảng kinh. Lúc bấy giờ tôi vẫn chưa thường trú ở Tân Gia Ba. Ở Tân Gia Ba mỗi năm qua bên đó ở một tháng để giảng kinh một tháng. Pháp sư Diễn Bồi cùng với tôi rất thân. Có một lần Ngài mời tôi đến đạo tràng của Ngài dùng cơm.
thì Ngài hỏi tôi một vấn đề. Ngài hỏi Pháp Sư Tịnh Không, ông tán thành quân chủ hay là tán thành dân chủ? Tôi trả lời rằng tôi tán thành quân chủ. Ngài hỏi tại vì sao? Tôi nói quân chủ hay hơn dân chủ. Ngài nói đầu óc của ông cổ hủ quá, không hợp thời. Tôi nói không cần biết nó hợp hay là không hợp thời, chúng tôi chỉ biết lo từng việc. Chỗ hay của quân chủ ở đâu? Các đế vương họ muốn đời đời tương truyền, họ muốn con cháu của họ đều làm hoàng đế. Tuy là họ có lòng ích kỷ, chỉ cần đối với nhân dân tốt thì được rồi. Vì vậy họ bồi dưỡng những người kế thừa của quốc gia thật sự dụng tâm, mời những vị học giả đức cao trọng vọng bậc nhất trong toàn quốc, phẩm đức của họ, học vấn của họ, tài nghệ của họ đều là bậc nhất, thỉnh họ làm thầy dạy cho thái tử và dạy cho vương tử. Đây đều là những người kế thừa của xã hội quốc gia trong tương lai. Họ được tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, cho nên khi họ được kế thừa không đến nỗi đại loạn. Vì họ có tiếp nhận sự giáo dục của thánh hiền. Người có học thì hiểu lý. Nếu họ không tuân theo lời dạy của thánh hiền, không tuân theo phép tắc của tổ tông đã lập, tổ tông đã lập pháp luận, quy tắc, điều lệ, nếu họ phá hoại không tuân theo thì khó giữ nổi chánh quyền của họ, thì sẽ bị có người nổi lên lật đổ họ, thay đổi triều đại. Cho nên vị đế vương nào mà không lo lắng điều này? Họ phải dè dặt mới có thể giữ vững chánh quyền của mình. Những vị hoàng đế đời sau cùng, thật tại mà nói, họ đã làm trái với lời dạy của thầy, trái với lời dạy của cha mẹ. Sau khi họ nắm lấy chánh quyền, làm càng làm bậy, tham đồ hưởng thụ, mặc kệ nhân dân sống chết, thì lập tức bị người ta lật đổ. Những chuyện này chúng ta nhìn thấy trong lịch sử Trung Quốc. Còn những người do dân bầu lên, họ có phải là người đã tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất hay không? Điều này rất khó nói. Họ có phải là người chịu gánh trách nhiệm, thật sự thương yêu bá tánh, lo lắng quan tâm bá tánh, vì bá tánh giải trừ khổ nạn, khiến cho bá tánh thật sự được hạnh phúc mỹ mãn? Điều này rất khó nói. Tại vì sao? Vì nhiệm kỳ của họ có hạn.
Thật tại mà nói, cảm giác trách nhiệm thì không bằng đế vương. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, quan sát rất tỉ mỉ mà thể hội. Chế độ quân chủ tuy nó có khuyết điểm, nhưng khuyết điểm ít hơn chế độ dân chủ. Thì theo phương diện giáo dục mà nói, thì thời đại quân chủ rất coi trọng giáo dục. Chế độ quân chủ có nhiều chỗ rất hay, cẩn thận phòng xa. Những vị đế vương thật sự gánh chịu trách nhiệm. Bạn xem trong lịch sử Trung Quốc, rất nhiều không gánh trách nhiệm là con số ít. Nghĩa là thế nào? Vì những đế vương đời sau cùng, họ bị mất nước vì họ không gánh trách nhiệm, cho nên họ rất mau bị người diệt vong. Quý vị hãy xem những đế vương khai sáng một nước, không nên xem các đế vương đời sau cùng. Bạn xem họ lúc khai sáng một nước, xem những thời kỳ triều đại cường thịnh thì thấy khác hẳn. Tu học, giáo học của Phật Pháp từ đầu đến cuối là coi trọng thực tiễn. Cho nên Phật Pháp coi trọng thực chất, không coi trọng hình thức. Hình thức là dùng để giáo hóa chúng sanh, dĩ nhiên cũng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất là thực chất. Tự bạn không có thật sự tu, chỉ tu trên hình thức. Hình thức không thể làm lợi ích cho xã hội, cũng không thể làm lợi ích cho chúng sanh. Nhất định phải chân tu. Chân tu tức là phải y giáo phụng hành. Trong những buổi giảng, chúng tôi thường khuyến khích các đồng học, người chân tu phải buông xuống thành kiến của mình, buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, phải tùy thuận lời dạy trong kinh luận. Kinh luận là lời dạy của Phật Bồ Tát, phải hoàn toàn thực hiện những lời dạy trong kinh luận, trở thành hành vi cuộc sống của mình trong thực tế. Đó gọi là chân tu. Khi khởi một ý niệm thì phải nghĩ đến cái ý niệm này, phải nghĩ đến Phật tại trong kinh giáo dạy cho chúng ta như thế nào. Ý niệm được Phật hứa khả nhất định là thiện niệm, nhất định là lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho xã hội, thì cái ý niệm này là tốt. Nếu Phật không hứa khả thì cái ý niệm đó nhất định là tự tư tự lợi, nhất định là hại người lợi ta. Ý niệm hại người lợi ta không được nổi lên, nếu không thì tạo tội nghiệp. Phải thật sự hạ thủ công phu, từ khởi tâm động niệm. Đó gọi là tu từ căn bản. Ngôn ngữ, tạo tác, thời thời khắc khắc đều phải nghĩ đến lời dạy trong kinh luận. Cho nên vì sao phải dạy cho bạn tụng niệm khóa sáng và phát tối? Dụng ý của khóa sáng trên thực chất, dụng ý của khóa sáng là đánh thức chính mình. Suốt ngày hôm nay ta phải tuân theo lời dạy của Phật Bồ Tát, không được trái nghịch. Khóa tối là phản tỉnh tư tưởng kiến giải ngôn hành của chúng ta trong ngày hôm nay.
chúng ta phải thật sự phản tỉnh, có trái nghịch lời dạy của Phật Bồ Tát hay không. Nếu có trái nghịch thì phải gấp rút sám hối, phải sửa ngay, ngày mai không dám tái phạm nữa. Những tư tưởng, hành vi hoàn toàn tương ứng với lời dạy của Phật Bồ Tát, ngày mai phải tiếp tục giữ gìn, không để mất đi. Đây là dụng ý thật sự của khóa tụng niệm sáng và tối, cũng là thật sự tu hành. Khóa tụng sáng tối không phải là hình thức tụng niệm cho Phật Bồ Tát nghe, Phật Bồ Tát không cần nghe, là đọc tụng cho tự mình nghe. Phải hiểu được cái ý nghĩa này, đó là trì pháp Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Lại xem tiếp, Thượng Phương Phật, chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Xá Lợi Phất, Thượng Phương thế giới hữu phạm âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật. Đức Thế Tôn, vì chúng ta nói ra 10 vị Phật ở Thượng Phương. Trong phần trước chúng ta nhìn thấy 7 vị Phật ở Tây Phương. 7 là tiêu biểu cho viên mãn, 10 cũng là tiêu biểu cho viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm dùng 10 để biểu pháp. Ở chỗ này, trong bút ký ghi là Thượng Phương lược nêu ra 10 danh hiệu Phật là tiêu biểu giác hạnh viên mãn, một đời thành Phật. Cả thể đều là tiêu biểu cái pháp môn này. Trong đoạn kinh văn này có ý nghĩa rất sâu. Trong Phật môn chúng ta gọi là mật nghĩa, cái mật này không phải là bí mật mà là thâm mật, tức là ý nghĩa rất sâu. Các đồng học chúng ta học Đại Thừa phải thể hội đến điều này. Cái ý nghĩa này thật ra nói rất rõ ràng, giống như Kinh Hoa Nghiêm vậy. Ý nghĩa cùng với Kinh Hoa Nghiêm chẳng có khác nhau, cũng là tiêu biểu cái ý nghĩa đó. Chú tâm mà xem danh hiệu của 10 vị Phật, bạn chú tâm mà quan sát mà thể hội thì cái ý nghĩa này càng rõ ràng. Chúng ta xem vị Phật đầu tiên là Phạm Âm Phật. Phạm là ý nghĩa thanh tịnh. Âm là âm thanh thuyết pháp. Chư Phật Như Lai thị hiện giáo hóa chúng sanh trong Ta Bà thế giới này. Nhĩ căn chúng sanh của Ta Bà thế giới rất lanh lợi. Ngài Văn Thù Bồ Tát vì chúng ta chọn lựa pháp viên thông, nói rằng giáo thể cõi này âm văn thanh tịnh nhất. Giúp cho tất cả chúng sanh dùng phương pháp gì? Là dùng cách giáo học, tức là thuyết pháp.
Dùng cái âm thanh này là âm thanh thanh tịnh. Từ chỗ nào mà thấy được thanh tịnh? Xả tứ tướng tứ kiến, thuyết pháp thanh tịnh không có nhiễm trước. Đây là thật sự phát tâm, giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Các ngài đến thế gian này là thừa nguyện tái lai, còn lúc chúng ta đến đây là phàm phu mê hoặc điên đảo. Thế nhưng sau khi trải qua 20-30 năm học tập ung đúc, cũng có thể chuyển phàm thành thánh. Người thượng căn 10 năm thì là chuyển được, thì chuyển phàm thành thánh phải thật sự làm. Từ chỗ nào bắt đầu làm? Trong kinh Kim Cang có dạy: phá tứ tướng, phá tứ kiến. Tứ tướng là ngã cứ tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Tứ kiến là nửa phần sau của kinh Kim Cang nói: ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Cho nên tôi thường khuyến khích các đồng học, chúng ta tu hành từ chỗ nào hạ thủ? Phá tứ tướng. Từ chỗ nào hạ thủ phá tứ tướng? Từ chỗ buông xuống tự tư tự lợi, buông xuống danh văn lợi dưỡng, buông xuống sự hưởng thụ ngũ dục lục trần, buông xuống tham sân si mạng. Đây tức là phương pháp thực tế để phá tứ tướng. Trong cuộc sống hàng ngày phải làm như vậy, phải thật sự làm. Bạn phải làm trên 10 năm. Người căn tánh thượng đẳng thì 10 năm có thể chuyển phàm thành thánh. Tại vì sao? Vì tứ tướng tứ kiến đã phá rồi. Trong Đại Thừa tối thiểu là Bậc Bồ Tát của Viền Giáo sơ tính vị, còn trong Tiểu Thừa là quả vị Tu Đà Hoàng. Bạn thật sự đã thành tựu. Đây là người thượng căn. Người trung căn thì 20 năm, người hạ căn thì 30 năm. Đều có thể chuyển phàm thành thánh. Ngay lúc này bạn thuyết pháp dĩ nhiên là thanh tịnh vì vô ngã, khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh họ được lợi ích, chứ không phải ta được lợi ích. Niệm niệm xả kỷ vị nhân, không một tơ hào nhiễm trước. Cái gì là nhiễm trước? Tự tư tự lợi là nhiễm trước. Nếu thấy có lợi cho ta thì là nhiễm trước. Phải xả bỏ cái ta. Cho nên lúc chúng ta đến cõi này, tức là lúc chúng ta đến đầu thai trong thế gian này, là do nghiệp lực mà đến. Sau khi học Phật là chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cái thân nghiệp lực đã mất, đã chết rồi. Hiện tại cái thân này là thân nguyện lực. Thân nguyện lực không có khác với chư Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lại. Hiện tại sống trong thế gian này là vì tất cả chúng sanh khổ nạn, không phải là vì mình. Nếu là vì mình mà nói thì bất cứ lúc nào cũng có thể vãng sanh. Việc của mình đã làm xong rồi. Trong kinh luận thường nói, việc làm đã xong
không thọ thân sau. Không thọ thân sau tức là vĩnh viễn không còn đọa trong luân hồi, vì việc của mình đã làm xong. Cái thân thể này vẫn còn ở thế gian. Ở thế gian để làm gì? Điều này không rõ ràng, không minh bạch sao? Là vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chánh pháp trụ lâu dài, vì rộng độ chúng sanh, vì những điều này, không phải vì mình. Như vậy thì bạn thật sự đã chuyển được. Nếu còn có tự tư tự lợi thì bạn chưa chuyển được. Bạn phải hiểu rõ ràng minh bạch điều này. Bây giờ thời gian đã đến.